chào quý vị khán thính giả. Đây là tiếng nói của ban biên tập trang nhà sách hiếm.net và kênh Mảng Lịch Sử Chưa Viết. Như đã giới thiệu trong kỳ 1, lần này chúng tôi giới thiệu lá thư của một chị cựu học sinh trường kỳ 1 Thủ Đức vừa mới gửi ra trường ngày 17 tháng 7 2022, tức là mới có mấy ngày trước đây, với cái hàng tựa đề là "Giờ mới thấy đúng, thầy An đã rất đúng, rất chính xác khi gọi ông Petrovsky là tay sai của giặc Pháp". Thì ngày 17 tháng 7 đó là ngày gì? Là cái ngày Kỳ Đồng mất khi đang sống lưu vong ở Polynesia. Nhờ đọc ông Kỳ Đồng mà tác giả cái lá thư này đó mới thấy cái tia sáng, mới thấy cái nguồn ánh sáng mới để tìm được câu trả lời cho dấu hỏi về con người của Petrovsky Trương Viễn Ký mà cô vẫn thường thắc mắc cả hơn mười mấy năm nay. Thì so sánh ông Kỳ Đồng, cô so sánh ông Kỳ Đồng và Petrovsky là hai con người cùng thông minh, cùng được Pháp đào tạo cùng thời, nhưng Kỳ Đồng đã chọn con đường khác với Petrovsky. Một người á thì phải chịu cảnh lưu đày biệt xứ, còn một người á thì trên ngực đầy mề đai kim khánh do Pháp ban tặng. Thế cũng đủ hiểu. Cảm ơn tác giả Trinh Nữ Kiếm đã cho phép chúng tôi đăng lại cái bài này. Đây là cái lá thư của cô cựu học trò trường Kiều Mẫu Thủ Đức gửi ra diễn đàn. Thở học trò những trang sử oanh liệt trải ngàn năm của dân ta, chiến thắng giặc Tàu, nàng rất yêu mến, ca ngợi và kính trọng khí phách của một người thiếu niên anh hùng là Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, phá cường địch Bảo Hoàng Ân. Lá cờ thêu sáu chữ vàng của người trai 16 tuổi tung hoành chiến tuyến cùng với giai thoại bóp nát trái cam đã làm nên hình ảnh tuyệt đẹp của tuổi trẻ kiêu hùng và nhiệt huyết đời đời in nét sử xanh. Và nàng đây là tác giả tự xưng đó. Và nàng những tưởng lịch sử Việt Nam chỉ có một anh hùng xuất thiếu niên ấy, nhưng hôm nay 17 tây tháng 7 2022, thơ ơi lạc lối vào hoa sử, ta dựng lầu xuân chấp mối duyên, đổi áo sông hồ thơm huyết mạch, chiều nay xin đốt án hương nguyền. Cô này cũng rất là có tâm hồn thơ. Vinh danh Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm, người anh hùng xuất thiếu niên lừng lẫy trong lịch sử cảnh đại, được vua Tử Đức và dân tộc xưng tụng biệt danh Kỳ Đồng, thì rõ ràng là Nguyễn Văn Cẩm phải được xem là anh hùng xuất thiếu nhi tuyệt kỹ. Chứ kỳ ở đây không chỉ tầm thường như là kỳ lạ, mà kỳ đây là tất cả điều tốt đẹp, kỳ diệu, phi thường ở một đứa trẻ. Đồng là em nhỏ, con nít là Nhi Đồng. Nói theo bây giờ thì cậu bé Nguyễn Văn Cẩm là một thần đồng. 4 tuổi thông minh tuyệt đỉnh, trí nhớ phi thường. 7 tuổi tinh thông Hán học, làm thơ và ứng đối trác tuyệt. 8 tuổi được cha dẫn đi tỉnh thi khảo sát để năm sau thi hương trường Nam Định, cậu bé đạt hạng ưu, quá giỏi, lừng danh đến nỗi vua Tử Đức xuống chỉ cho các quan đầu tỉnh cấp cho trẻ lạ Hưng Yên Nguyễn Văn Kỳ, tức là Cẩm, lên 8 tuổi mà thông minh, nhà nghèo chăm học, mỗi tháng 3 quan tiền, 1 phương gạo, áo quần mỗi thứ 2 cái, mỗi năm cho một lần. Được vua cấp học bổng, cậu bé Nguyễn Văn Cẩm được dân chúng khắp Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương nô nức xưng tụng là Kỳ Đồng. Với sức hút mãnh liệt là tự nhiên hay ý trời, Kỳ Đồng trở thành hình tượng của niềm khát vọng chân chúa, là một cứu tinh của dân tộc đang khi phong trào cần vương bị đàn áp mờ nhạt. Thế là la la thực dân Pháp cấp học bổng du học cho cậu bé Nguyễn Văn Cẩm nhằm đào tạo tài năng và ý chính là tách cậu bé ra khỏi các phong trào kháng chiến. Kỳ Đồng lên đường du học ở Algeria năm 12 tuổi, học ở đó 9 năm, tinh thông tiếng Pháp, đậu tú tài, được học bổng toàn phần. Lại là ngẫu nhiên hay ý trời, trong 9 năm ở Algeria, Kỳ Đồng gặp gỡ và liên lạc thân thiết với người bạn trang lứa là Hàm Nghi, đang bị đày ở đó. Vua Hàm Nghi hơn Kỳ Đồng 3 tuổi. Kỳ Đồng về nước năm 21 tuổi. Vừa về tới nước thì thực dân Pháp cơ cấu quy hoạch cán bộ cho Kỳ Đồng làm việc với Pháp ở các ngạch công chức ngon ăn như là thông ngôn, thơ ký văn phòng hoặc là
ban giám hiệu mở trường dạy học thì cũng giống như là đã ban cho ông Petrinsky vậy. Nhưng Kỳ Đồng đã từ chối khéo léo, nói là mình con nhà nông nên thích làm ruộng và xin đi khai hoang lập đồn điền ở Yên Thế. Đó đó là cái chỗ khác biệt. Ông có bài thơ Đăng Yên Thế Lộ, tuyển mộ người lên Yên Thế khai khẩn làm ruộng. Với sức hút và danh tiếng Kỳ Đồng, cuộc tuyển mộ đã thành một phong trào di dân ùn ùn từ các tỉnh đồng bằng lên Trung Du. Hàng ngàn người lũ lượt nông dân bán cả nhà cửa để đi theo Kỳ Đồng. Trong đoàn người đó có cả các chiến tướng Cần Vương. À ha, tuyệt kỹ cao thủ là chiêu này đây. Trinh Nữ Kiếm cảm khái ngất trời khi người thanh niên tay học Kỳ Đồng tìm đường lên Yên Thế. Yên Thế với hùm thiên hoàng hoa thám, người thanh niên Kỳ Đồng lập đồn điền chợ Kỳ như một làng pháo đài trá hình, đào hào xây hầm, một mặt tích trữ lương thực, một mặt liên lạc chỉ đạo kháng chiến vùng đồng bằng chặt chẽ với nghĩa quân Yên Thế. Đó là tuyên ngôn của ông trong bài thơ Niềm Vui Mở Đồn Điền, lấy nông nghiệp tạo thành quân nghiệp. Dù khéo léo ngụy trang đến đâu thì sự ồn ào nhộn nhịp của chợ Kỳ không qua mắt được thực dân Pháp. Và khi đã tìm được bằng chứng liên lạc khởi nghĩa của Kỳ Đồng và nghĩa quân Yên Thế, thực dân Pháp đã bắt Kỳ Đồng ngay tại căn cứ chợ Kỳ và xử lưu đày biệt xứ. Ông bị lưu đày năm mới có 23 tuổi ở Tahiti cho đến khi ông mất vào ngày 17 tháng 7 năm 1929. Vinh danh Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm, anh hùng xuất thiếu niên 13 tuổi đã toan làm một cuộc bạo loạn, lời khẩu cung của Kỳ Đồng. 23 tuổi đã là thủ lãnh lừng lẫy của phong trào chống Pháp sôi nổi cả vùng đồng bằng Bắc Bộ. 54 tuổi đời đã có 40 năm lưu đày biệt xứ thì có sái gì với một thiên thu sử Việt mà hùng danh Kỳ Đồng lưu thủ đang tâm chiếu hãm thanh. Đêm nay 17 tháng 7 2022, nàng lạc vào hoa sử không phải vì bài thơ Đăng Yên Thế Lộ của người anh hùng Kỳ Đồng, mà nàng xao xuyến vì bài viết của ông Đạo Nguyễn Thái An. Ông Đạo Nguyễn Thái An là ông thầy của cái tác giả này mà chúng tôi đã có đọc kỳ trước. Các bài thầy An viết về cụ Petrinsky, đêm nay nàng so sánh hai nhân vật lịch sử Petrus Trương Viễn Ký và Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm. Thầy An đã rất đúng, rất chính xác khi gọi ông Trương Viễn Ký là một bộ mặt sáng lạng trong đám cô la bô thời đó, có nghĩa là tay sai cho quân thù. Tại sao bây giờ nàng mới thấy đúng? Là tại vì hôm nay nàng mới đọc được cái bài thơ của Kỳ Đồng. Từ đó nàng mới tìm hiểu người Pháp cố ý tạo Kỳ Đồng trở thành một tay sai đắc lực qua việc cho đi du học và dụ dỗ làm việc cho Pháp với lương cao và cơ hội tiến thân khi về nước. Thầy An đã lạnh lùng chặt cái chữ tay sai để gọi cụ Petrinsky đã làm nàng rất đau lòng. Đêm nay đọc Kỳ Đồng, nàng phải cảm ơn thầy An đã dùng chữ rất chính xác. Đúng là ông Trương Vĩnh Ký đã được đào tạo để làm tay sai cho Pháp. Thầy An đưa thêm một chi tiết chứng minh làm nàng quá ngỡ ngàng. Hòa ước năm 1862, ông Trương Vĩnh Ký ở trong phái đoàn Pháp đối mặt với ông Phan Thanh Giản và Lâm Duy Tiếp của triều đình Việt Nam. Việt Nam phải mất 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho Pháp. Nàng chau mày khi hình dung ông Trương Viễn Ký thông ngôn trong phiên ký hòa ước đó. Trực diện với phái đoàn cụ Phan Thanh Giản, ông có thể lạnh tanh vô cảm như vậy được sao? Trương Vĩnh Ký làm được thông ngôn như vậy, nhưng Kỳ Đồng không làm. Cái gì đã khiến người thanh niên xuất chúng Kỳ Đồng từ chối vinh hoa và cơ hội thăng quan để tìm lên vùng rừng thiêng Yên Thế? Trời ơi, chính kiến và nhân cách bộc lộ ở chút xíu này thôi. Mỗi người đều có tự do ý chí mà. Petrinsky và Kỳ Đồng cùng được Pháp đào tạo giỏi tay học, cả hai người đều là tinh hoa của Việt Nam, thông minh phi thường và cùng được đi du học. Nhưng hành trạng hai người tại Tổ quốc Việt Nam hoàn toàn trái ngược, đó chính là lòng yêu nước. Nghĩ thông suốt nghĩa tay sai rồi, nhưng nàng vẫn không sao chấp nhận luận điệu phản quốc gán cho cụ Trương Viễn Ký, cỡ mấy thằng khốn nạn đại ác như
Hoàng Cao Khải, Nguyễn Thân, Ngô Đình Khả, Trần Bá Lộc là phản quốc. Vâng, chính xác, miễn bàn. Nhưng cụ Petrovsky thì không. Chính một điểm này ở hậu thế có thể thông cảm với bài thơ tuyệt mệnh của cụ: cuốn sổ bình sanh công với tội, tìm nơi thẩm phán để thừa khai. Trở lại với Kỳ Đồng và Petrovsky, nàng khoái chí cười duyên dáng, đài trang lưu manh, kiều mỹ mất dạy phồn thực. À ha, khi nàng tìm ra cái thiếu sót của ông đạo Nguyễn Thái An, là thầy An không biết gì về Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm, hay là thầy quên, cho nên thầy An có những so sánh trớ quớt, thành ra nó thiếu thuyết phục, đọc không có hiểu. Nếu vẫn tiếp tục khẳng định ông Trương Vĩnh Ký là không phản quốc, không bán nước, thì chúng ta phải đánh giá lại Trương Công Định như một tên bất lương, một tên ăn cướp, một tên phá rối trị an hay sao? Ai đời đem so sánh ông Trương Viễn Ký với Trương Công Định? Trong trường hợp này, thầy An phải so ông Petrus Ký với ông Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm thì ý nghĩa sáng lạng lên liền. Ê hê, cả nhà có thể đọc lại bài của thầy An ở hai cái link như sau: cảm ơn ông đạo Nguyễn Thái An, cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Quang và Trang Sách Hiếm đã lưu lại bài viết của thầy An để hôm nay bổn thánh cô Quách Sảo Sảo có cơ hội để mà sảo sảo. Ký tên và một lần thôi em xin mặt em cay, xin hết đi hoang những chiều buồn say. Ký tên Trinh Nữ Kiếm. Kính thưa quý vị, lần sau chúng tôi sẽ đọc hai cái bài tiếp của thầy Nguyễn Thái An. Cái bài kỳ trước thì đã đọc xong rồi, còn cái bài thứ hai này tựa đề là ngắn gọn về thầy Thông Ngôn Trương Vĩnh Ký. Xin hẹn với quý vị kỳ sau. Cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, nếu thấy chương trình kênh Mảng Lịch Sử Chưa Viết của chúng tôi hữu ích, xin quý vị ghi tên, subscribe và chia sẻ đường link cho các bạn bè để nhiều người được biết. Cảm ơn quý vị nhé.